quý vị đang trở lại với phần cuối cùng trong chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy là chỉ còn ít phút nữa thôi, chưa đầy 5 phút nữa để quý vị có thể gọi vào với chúng tôi. Hy vọng là quý vị sẽ nhanh tay, tại vì chúng tôi chỉ có một chút xíu nữa thôi thì sẽ kết thúc chương trình này. Trên đường live chúng tôi đã nhận thấy quý vị rất nhanh đã gọi vào. Xin mời. Đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Xin chào. Dạ. Tôi muốn cho ông một ân nhân mà ở Việt Nam có được không? Dạ, được thưa ông. Xin ông cho biết quý danh của ông ạ. Ok, tôi là Đỉnh. Trần Phúc Đỉnh. Dạ. Dạ, rồi. Xin ông cho biết người mà ông muốn tìm là tên gì và ngày sanh, năm sanh bao nhiêu ạ? Ok, cái đó thì chịu thua, nhưng mà có cái là có biệt danh của ông là ngọt tên là Năm Sen. Năm là số 5, tên là... Dạ, Năm Sen. Tên thường gọi không có ông hả? À, tên bởi vì người này là người ân nhân mà trong lúc hỗn độn thì họ giúp đỡ tôi muốn tìm họ để mà mình cảm mình để cảm ơn của họ. Dạ. Ok, bây giờ vậy này. Là ông ta ở vùng Gò Quao. Ở vùng nào? Là cái Gio. Quao là Q U A O. Q U A O, dạ. Ok, gần chợ Vị Thanh. Gần đâu ạ? À? Chợ Vị Thanh, gần chợ. À, chợ Vị Thanh. Vị Thanh ở Việt Nam á. Dạ, gần chợ Vị Thanh, dạ. À, ok, gọi chung đó thôi. Tôi mới khoảng là 65, 70 đến 70 tuổi. Dạ. Là ông ta trước đây là một trung úy. À, đến bộ đến đó, mà ông nó có cái đặc biệt là ông què một chân, cho nên gọi là nắm què hay là nắm chân chứ được. Dạ, què một chân, dạ rồi. À, thì bây giờ chỉ có chân đỏ thôi mà tôi không biết thì chắc chắn là như thế nào thì, nhưng mà tôi vẫn muốn tìm cho ông gọi là ông nắm chân được ở vùng gò qua gần chợ Vị Thanh, khoảng 65 đến 70 tuổi. Dạ. Ông ta què một chân thì có ai biết được thì xin gọi cho tôi ở số 714 902 3905. Dạ vâng. Ông có biết ông Năm Sen đó đã qua Mỹ chưa hay là còn bên Việt Nam thưa ông? Chưa. Không biết chưa, Mỹ qua Mỹ chưa hay chưa biết. Nhưng mà tôi muốn tìm để mà đền đáp công ơn của ông vì trong lúc hoạn nạn thì ông đã giúp tôi rất nhiều. Dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn ông. Cháu đã đưa vào trường hợp này rồi. Kính chúc ông một ngày thứ năm an lành ông nha. Ok rồi, tôi cảm ơn Tuấn nha. Dạ vâng, xin chào. Okay, bye. Một trường hợp khác, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Xin chào. Dạ, xin chào anh Tuấn. Dạ, chào anh ạ. À. Dạ, tôi tìm thầy Sơn dạy anh văn cho tôi, tên là Lan. Tôi xin đọc hai câu này là thầy Sơn sẽ nhớ, nhớ ngay. Dạ. Tôi học anh văn mà tôi buồn á, tôi viết hai câu này. Dạ. Hồi đây buồn tên phơ bút viết, khi ngoài lất ức giọt mưa rơi. Xin thầy Sơn coi tivi và nhớ hai câu này, nhớ đến học trò của thầy. Dạ. Đó, bao nhiêu năm trời tìm thầy không ra. Dạ. Có về Việt Nam tìm thầy nữa, xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Dạ vâng, xin đọc lại hai câu thơ để Tuấn ghi vào được không ạ? Hai câu thơ khá hay. Dạ. Tôi tên Lan, là học trò học anh văn của thầy Sơn. Dạ vâng, xin đọc lại hai câu thơ. Ngồi đây buồn tên vơ bút viết. Dạ. Thiên ngoài lất ức giọt mưa rơi. Nghĩa là thầy đang dạy tôi thì bên ngoài mưa nên nhà tôi có cửa kính là thầy biết ngay à. Dạ vâng. Tôi viết hai câu đó có thầy Sơn đó chứ Lan viết hai câu hay quá nhỉ. Ổng là người Huế, thầy Sơn người Huế. Dạ, rồi thầy Sơn người Huế. Cảm ơn, dạ cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ, số phone của ông Lan là số mấy thưa ông? Dạ thưa là 657. Dạ. 271. 271. 4202. 4202. 657. 271. 4202. Tôi tên Lan, học trò học anh văn của thầy Sơn, người Huế. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lan, chúc ông một ngày thứ năm an lành ông nha. Cảm ơn thầy Sơn anh Tuấn. Dạ. Đó là những trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Trường hợp của ông Lan rất nhanh thôi, chúng tôi lược lại sơ với quý vị. Khi nãy thì ông Lan đã gọi vào mong muốn được tìm thầy Sơn, mà khi mà đưa ra hai câu thơ, ông Lan nói là thầy Sơn sẽ biết được là và gọi lại cho ông. Với hai câu thơ
Tuấn xin đọc lại. Ngồi đây buồn tên vơ bút viết, kia ngoài lất phất giọt mưa rơi. Thầy Sơn là người Huế. Thầy Sơn có nghe được tin này, xin gọi cho ông Lan là học trò của thầy ở số phone 657-271-4202. 657-271-4202. Khi nãy thì chúng tôi cũng đã có tiếp chuyện với ông Trần Quốc Đính. Ông nói là ông muốn tìm một người biệt danh là Năm Sen hoặc là ông Năm Què ở vùng Vo Quao gần chợ Vị Thanh. Ông Năm Sơn Sen khoảng 65 cho tới 70 tuổi, trước là quân y, què một chân, chưa biết quân Mỹ hay chưa. Số phone ông Đính là 714-902-3905. Chúng tôi cũng đã tiếp chuyện với ông Lê Văn Lê. Ông muốn tìm em Kết Nghĩa. Ông Nguyễn Hữu Trâm sinh năm 1960, quê ở Vạn Giả, qua Mỹ năm 1987, được biết là đang ở California. Sau này qua bên tiểu bang Texas và từ đó mất liên lạc. Được biết là ông Nguyễn Hữu Trâm có vợ bảo lãnh từ Việt Nam, đã ở tù chung với ông Lê Văn Lê vào khoảng năm 1975, ở tù chung số A30. Một trường hợp khác trong trường hợp này đó là ông Ngọc muốn tìm Trần Tuyết My sinh năm 1970, qua cùng với gia đình. Một thông tin chi tiết rất ngắn mà thôi, qua vào khoảng năm 1989. Số phone 714-916-6295. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày thứ năm an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.